Xin chào, đây là Tarot Sharing số thứ 2. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về việc khi nào nên đi xem Tarot và khi nào không nên đi xem Tarot nhé. Ok, hãy bắt đầu với những thời điểm mà bạn nên đi xem Tarot. Thứ nhất, khi bạn đang phân vân giữa hai hoặc là nhiều lựa chọn. Bạn phân vân giữa chọn yêu người A hay là yêu người B, nên tha thứ để tiếp tục tình cảm hay là nên chấm dứt mối quan hệ đó. Nên chọn công ty A hay là công ty B để làm việc, nên chọn ngành học là ngành quản trị kinh doanh hay là ngành quản trị chung chung. Tarot giúp bạn đánh giá được những lựa chọn đó ở nhiều khía cạnh khác nhau, nhiều góc nhìn khác nhau, để từ đó bạn có thể dễ dàng hơn trong chuyện ra quyết định cuối cùng của mình. Nên nhớ, bạn vẫn phải là người ra quyết định. Tarot chỉ là người bạn nhắc nhở bạn kịp thời về những điều bạn đã biết, nhưng vì có thể là quá lo lắng mà bạn đã bỏ qua. Thứ hai, khi bạn bắt đầu một cái dự án, một cái công việc và một mối hệ tình cảm mới, ngoài sự háo hức thì ai trong chúng ta cũng luôn lo lắng khi bắt đầu một cái dự án mới hoặc là một cái công việc mới, một cái mối quan hệ mới. Những lá bài Tarot sẽ giúp bạn có những cái lời khuyên hợp lý nhất để bạn yên tâm mà bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Thứ ba, khi khởi đầu một năm mới, một tuổi mới hoặc là một ngày lễ đặc biệt. Ngày sinh nhật của bạn, Tarot sẽ giúp bạn biết được những thông điệp cho tuổi mới của bạn. Những dịp đặc biệt như là năm mới, Giáng sinh cũng là thời điểm lý tưởng để bạn sử dụng Tarot cho việc nhìn lại một năm đã qua và lên kế hoạch cho một năm sắp tới với nhiều niềm vui. Thứ tư, khi bạn đang mất định hướng cho cuộc sống của mình, bạn cảm thấy mất cân bằng nè, khủng hoảng tuổi 20 nè, tình yêu thì chưa có, chó cũng không có nuôi con nào nè. Yên tâm, Tarot sẽ cho bạn biết bạn còn gì và bạn cần gì để quay lại cuộc sống bình thường của mình. Và cuối cùng, khi bạn muốn sử dụng Tarot như một công cụ để xác nhận lại những quyết định của mình, hay đúng hơn là muốn Tarot như là một lời khẳng định để bạn thêm tự tin vào quyết định của bạn. 80% bạn đã có quyết định sẽ làm một điều gì đó, 20% còn lại bạn chưa tự tin, thì Tarot hoàn toàn có thể phù hợp để giúp bạn xác nhận lại những dự định đó của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý là nó cũng có thể làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của bạn đấy. Đời là vô thường, đúng không? Những điều mà bạn chắc như bắp, nhưng nếu mà nó không diễn ra như bạn dự tính thì cũng bình thường thôi. Mình đâu có nói trước được điều gì, đúng không? Ok, vậy là bạn đã biết được những cái thời điểm hợp lý để đi xem Tarot. Còn bây giờ là những thời điểm bạn không nên đi xem Tarot. Vậy bạn không nên đi xem Tarot khi nào? Khi bạn đang trong trạng thái cảm xúc mạnh. Sáng hôm đó bạn nhận được tin là mình bị cấm sân. Ok, khóc 2.000 dòng son và tối đó bạn book lịch xem Tarot liền. Mình đảm bảo với bạn là kết quả sẽ không như bạn mong đợi. Tương tự, bạn mới biết kết quả bạn sẽ trễ tốt nghiệp đại học so với bạn bè cùng trang lứa và bạn nhanh như tên bắn đi gặp Tarot Reader để mà hỏi cho ra ngọn ngành. Thì trong cả hai tình huống này, cảm xúc của bạn đều đang ở trong trạng thái rất là mạnh và dữ dội. Bạn đang không có sự thoải mái và đủ bình tĩnh để lắng nghe đâu. Nên tốt nhất là bạn hãy chờ một thời gian nữa, khi cảm xúc của bạn ổn định trở lại rồi mới tính tiếp. Hoặc khi bạn chỉ muốn biết về kết quả. Nếu bạn đi xem Tarot mà bạn chỉ quan tâm tới kết quả, không cần lời khuyên, không cần biết về quá trình, không cần biết về cảm xúc, thái độ, hành vi và những điều bạn cần thay đổi, thì mình khuyên chân thành là bạn nên tìm tới một cái môn nào khác sẽ tốt hơn cho bạn và cũng đỡ mệt hơn cho Tarot Reader. Tiếp theo, khi bạn đã xem rồi và bạn không chấp nhận câu trả lời của Reader, nhiều bạn coi bài xong hoàn toàn không muốn tin, nghe và chấp nhận câu trả lời của Reader, bạn lại tiếp tục tìm kiếm những Reader khác để nghe câu trả lời bạn muốn hơn là câu trả lời bạn cần phải nghe. Và nếu càng tiếp tục như vậy, bạn chỉ càng bối rối hơn mà thôi. Vấn đề của bạn thì nó vẫn vậy. Và cuối cùng, khi bạn không có niềm tin vào Tarot hoặc là chỉ đi coi để thử khả năng của Reader, nhiều bạn đi xem Tarot với tâm thế là tôi muốn thử Reader hoặc là coi thử Tarot có gì hay mà nhiều người xem đến như vậy, bạn sẽ chẳng nhận được gì nhiều ngoài chuyện là bạn sẽ mất tiền và mất thời gian. Chắc là bạn không biết đâu, nhưng mà những bạn Tarot Reader cũng rất là ngầu và nhiều kinh nghiệm lắm, nên là bạn cũng không dễ để làm khó họ đâu. Và đó là một vài thời điểm phổ biến để bạn có thể quyết định đi xem Tarot hoặc không nên đi xem Tarot. Nếu bạn có ý kiến hay ho nào hơn thì cho mình biết với nhé. Bye!